Lời Đức Bồ Tát Đại Thế Chí ở chương Niệm Phật Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 5. Bồ Tát Đại Thế Chí cùng 52 vị Bồ Tát khác, bạn đồng tu của Ngài, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con còn nhớ vô số kiếp về trước, có một Đức Phật ra đời tên Vô Lượng Quang. Bây giờ trong một kiếp có đến 12 vị Phật: Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Diêm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nam Tư Quang Phật, Vô Sinh Quang Phật và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, nối tiếp nhau xuất thế, và vị Phật sau cùng của kiếp ấy là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Chính vị Phật này đã dạy con tu pháp niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật cũng ví như hai người, một người chuyên nhất đem lòng thương nhớ người kia. Trái lại, nếu người kia mang bệnh hay quên hoặc không mảy may nhớ nghĩ tới người nọ, trong tình trạng ấy, dù hai người có gặp thấy nhau đi chăng nữa cũng xem như không gặp không thấy. Ngược lại, nếu hai người đã có tâm thương nhớ như nhau, nhất là sự ức niệm ấy càng sâu xa, thì đời này đến kiếp khác họ sẽ như bóng theo hình, luôn luôn ứng hợp. Mười phương chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ hiền thương nhớ con thơ. Nhưng nếu vì lý do nào đó đứa con kia không những không có lòng nhớ thương mà còn tìm cách lánh mặt mẹ, thì sự thương nhớ đơn phương của người mẹ cũng khó có kết quả tốt. Song nếu hai mẹ con đều nuôi lòng thương nhớ như nhau, chắc chắn suốt đời này và cả kiếp sau hai tâm hồn sẽ không bao giờ xa nhau. Cũng vậy, nếu chúng sinh đem lòng nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại, tương lai cũng sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương tiện nào ngoài pháp môn niệm Phật, mà vẫn thấy được Phật tự tâm. Như người nhuộm hương, thân thể họ tự nhiên có mùi thơm, như thế gọi là hương quang trang nghiêm. Còn khi tu nhân dùng chân tâm niệm Phật, chứng nhập vô sinh nhân, nay ở xa bà thế giới, để nhiếp thọ người tu pháp môn niệm Phật, đưa họ về cõi tịnh độ. Bởi vậy hôm nay Đức Thế Tôn hỏi về Viên Thông, con không chút do dự mà thưa rằng: Sáu căn đều nhiếp, tịnh niệm tiếp nối nhau được tam ma địa, đó là Viên Thông của con.